Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các bạn tóm tắt quyển sách Tiềm năng ẩn giấu của tác giả Adam Grant. Quyển sách này nói về điều gì? Tiềm năng ẩn giấu xuất bản năm 2023 thách thức quan điểm cho rằng chỉ những người sinh ra đã có tài năng và năng khiếu đặc biệt mới có thể trở nên xuất sắc về trí tuệ, nghệ thuật hay thể thao. Dựa trên các nghiên cứu đột phá, cuốn sách cung cấp một khuôn mẫu mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để khai phá tiềm năng tiềm ẩn bên trong và đạt được nhiều hơn so với họ từng nghĩ là có thể. Quyển sách này dành cho ai? Những ai đang bế tắc trên hành trình phát triển bản thân, những người đang rèn luyện để thành thạo một kỹ năng, các nhà lãnh đạo muốn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Công thức để mở khóa toàn bộ tiềm năng của bạn. Đối với hầu hết mọi người, sự xuất sắc được coi là tài năng bẩm sinh. Họ tin rằng nếu bạn không được sinh ra với một tài năng đặc biệt nào đó, thì bạn chỉ có thể đạt được một mức độ năng lực nhất định và không thể vượt qua giới hạn đó. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Thực tế, những người có thành tựu xuất sắc khi trưởng thành không phải là thần đồng từ bé. Họ thường bắt đầu ở mức trung bình hoặc thấp hơn mức trung bình. Điều làm nên sự khác biệt của họ không phải là tài năng bẩm sinh, mà là động lực và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Khi nói đến việc phát triển tiềm năng của bản thân, thái độ học hỏi và sẵn sàng học lại nếu thất bại quan trọng hơn bất kỳ năng lực bẩm sinh nào. Hơn nữa, có một số phương pháp học tập nhất định có thể giúp bạn thúc đẩy sự phát triển của bản thân và đạt được trình độ thành thạo vượt xa so với mong đợi ban đầu. Và những phương pháp này không đòi hỏi bạn phải làm việc cực lực đến kiệt sức. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá một số phương pháp tiếp cận hiệu quả giúp bạn phát huy hết tiềm năng của mình. Đồng thời, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn lộ trình cụ thể để vượt qua những khó khăn, thử thách không tránh khỏi mà bạn sẽ gặp phải trên hành trình chinh phục đỉnh cao năng lực của bản thân. Bạn đã sẵn sàng nâng cao hiệu suất lên một tầm cao mới chưa? Vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chương 1. Tính cách, yếu tố quan trọng. Vào cuối những năm 1980, có một nghiên cứu được tiến hành tại 79 trường đại học ở Tennessee, Mỹ, để đánh giá mức độ ảnh hưởng của quy mô lớp học lên việc học tập của học sinh. Nghiên cứu này có sự tham gia của 11.000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3. Khoảng 30 năm sau, nhà kinh tế học người Mỹ Ray Chetty đã phân tích lại dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu trên để tìm hiểu xem có yếu tố nào khác ảnh hưởng đến thành công lâu dài của trẻ em hay không. Những phát hiện của ông thật bất ngờ. Những người trưởng thành hiện đang có thu nhập cao hơn đáng kể so với bạn cùng lớp ngày xưa không phải là những học sinh được các giáo viên mẫu giáo tập trung rèn luyện các kỹ năng nhận thức như đọc, viết, toán. Họ chính là những học sinh được khuyến khích phát triển các kỹ năng phi học thuật như chủ động, hòa đồng, quyết đoán và tự kỷ luật. Về lâu về dài, những đứa trẻ được trao quyền đặt câu hỏi, làm việc theo nhóm, giải quyết thử thách và tập trung chú ý sẽ thành công hơn trong sự nghiệp so với những đứa trẻ chỉ có kỹ năng học thuật tốt. Đây thực sự là tin vui cho những ai mong muốn phát huy hết tiềm năng của bản thân, vì về cơ bản, nó khẳng định rằng sự xuất sắc phụ thuộc vào tính cách chứ không chỉ là năng lực bẩm sinh. Tính cách là khả năng ưu tiên những gì bạn quan tâm hơn so với bản năng, hay nói cách khác, đó là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành xử, đặc biệt trong những tình huống áp lực. Nó cho phép bạn vượt qua những thói quen tiêu cực trong tính cách của mình, ví dụ như xu hướng nóng nảy, bốc đồng. Nói cách khác, tính cách không phải là bản chất con người bẩm sinh mà là cách bạn lựa chọn ứng xử. Hơn thế nữa, đó là thứ bạn có thể cố ý rèn luyện để nâng cao hiệu suất và thành công của bản thân. Vậy làm cách nào để phát triển tính cách? Một trong những thói quen quan trọng nhất bạn nên áp dụng là chấp nhận phạm sai lầm. Đúng vậy, phạm sai lầm chính là một trong những cách hiệu quả nhất để phát huy tiềm năng của bản thân. Trong nhiều nền văn hóa, trẻ em thường tin rằng phạm sai lầm là điều tiêu cực và có hại, bởi vì số lỗi mà các em mắc phải sẽ quyết định điểm số trong học bạ. Nhưng thực tế, đây là quan điểm sai lầm. Điều thực sự quan trọng là phải cảm thấy thoải mái với cảm giác khó chịu, lúng túng
khi bản thân chưa được chuẩn bị kỹ càng và kiến thức còn hạn chế. Giả sử bạn muốn học một ngôn ngữ mới, viễn cảnh phải ấp úng, mắc lỗi trong các cuộc trò chuyện với vốn từ vựng ít ỏi chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Vì vậy, bạn quyết định tự học một mình cho đến khi cảm thấy đủ tự tin để thử sức trước đám đông. Nhưng thực tế, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thực sự sẵn sàng. Một chiến lược hiệu quả hơn nhiều là lao mình vào thực chiến, chấp nhận rằng việc mắc sai lầm, thậm chí nhiều sai lầm cũng không đáng lo ngại. Chấp nhận sự khó chịu để cho phép bạn học tập và phát triển nhanh hơn. Rèn luyện các kỹ năng tính cách chính là phao cứu sinh giúp bạn vượt qua những khó khăn, thử thách trong học tập. Và mỗi thành công, dù nhỏ bé, cũng sẽ giúp bạn có thêm động lực để tiếp tục phát huy hết tiềm năng của mình. Chương 2. Hãy là một miếng bọt biển của nhân loại. Cách đây nửa tỷ năm, khi các vụ phun trào núi lửa tàn phá trái đất, 75% các loài sinh vật đã bị tuyệt chủng. Trong số những loài sống sót có loài bọt biển khiêm tốn. Bọt biển kiếm ăn bằng cách lọc chất dinh dưỡng từ nước mà chúng hút vào qua thành bên ngoài, sau đó thải ra những gì không cần thiết. Chúng có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Nếu bị tổn thương hay bị ăn thịt, đôi khi chúng có thể tái tạo lại cơ thể mềm mại của mình. Khả năng thích nghi đáng kinh ngạc với môi trường cho phép chúng sống được hơn 2.000 năm. Khi muốn khám phá tiềm năng ẩn chứa bên trong, bạn cần hướng vào phần bọt biển bên trong bản thân, hấp thụ, lọc sạch và thích nghi trong khi nỗ lực để thành thạo kỹ năng mong muốn. Một lần nữa, khả năng này là sự lựa chọn của bạn, hoàn toàn khác với bản chất di truyền hay hoàn cảnh sống ban đầu. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem xét hành trình của một cá nhân thành đạt. Melody Hobson là con út trong một gia đình 6 anh chị em, được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ đơn thân ở Chicago. Mẹ của Melody vật lộn để trang trải chi phí sinh hoạt và gia đình thường xuyên phải sống không có các tiện nghi cơ bản. Ngay từ nhỏ, Melody đã gặp khó khăn trong học tập, nhưng Melody đã nắm bắt thời cơ để phát huy tiềm năng của bản thân. Khi trưởng thành, cô gái tốt nghiệp đại học danh giá này trở thành đồng giám đốc điều hành một công ty đầu tư uy tín và được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất. Vậy, Melody đã đạt được thành công đáng kinh ngạc như thế nào bất chấp những khó khăn ban đầu trong cuộc đời? Đầu tiên, Melody trở nên thành thạo trong việc hấp thụ kiến thức. Khi tham gia các bài học, bài giảng hay sự kiện, cô luôn đặt ra những câu hỏi sâu sắc và ghi chép chi tiết từng điều được chia sẻ. Mỗi cuộc trao đổi đều là cơ hội quý giá để Melody học hỏi. Thứ hai, cô có cách lọc thông tin. Melody hiểu rằng làm việc thông minh cũng quan trọng như làm việc chăm chỉ. Cô luôn cân nhắc kỹ lưỡng những cơ hội đến, sau đó loại bỏ những cơ hội không phù hợp với mục tiêu của bản thân. Điều này giúp Melody đưa ra những quyết định chất lượng và tiến gần hơn tới mục tiêu. Cuối cùng, Melody cũng học cách thích nghi linh hoạt. Có lần, cố vấn của cô chỉ ra rằng Melody có xu hướng chiếm lĩnh, thống trị mọi khoảng không gian và cuộc nói chuyện. Trong khi sự nhiệt tình của cô rất đáng khâm phục, điều đó khiến người khác hiếm khi có sự riêng tư. Để rèn luyện tính cách, Melody đã suy ngẫm về phản hồi này và điều chỉnh cách cư xử sao cho phù hợp hơn. Cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bạn bè và đồng nghiệp. Điều này giúp Melody phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội và hưởng lợi từ những mối quan hệ hợp tác mới. Chương 3. Chấp nhận sự không hoàn hảo. Trong môi trường học đường, theo đuổi sự hoàn hảo thường được coi là nền tảng của quá trình học tập. Học sinh biết rằng bản thân sẽ được chấm điểm và những điểm số đó cho biết họ đã tiến gần đến mức hoàn hảo như thế nào. Điều này khuyến khích học sinh ghi nhớ và nhớ lại thông tin thay vì thực sự hiểu chúng. Tuy nhiên, tư tưởng cầu toàn chỉ có lợi khi các vấn đề mang tính quen thuộc hoặc tuyến tính. Trong thế giới thật, cuộc sống hiếm khi đơn giản như vậy. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy những người cực kỳ cầu toàn lại không có lợi thế trong việc tiếp thu hoặc thành thạo những kỹ năng mới. Hơn nữa, họ thường thể hiện kém hơn so với những người khác. Điều thường khiến người cầu toàn vấp ngã là xu hướng bị ám ảnh bởi những chi tiết nhỏ nhặt. Họ cũng né tránh các tình huống và nhiệm vụ ngoài vùng an toàn. Điều này hạn chế khả năng mở rộng kỹ năng và kinh nghiệm. Hãy nhớ rằng,
Phạm sai lầm là điều cần thiết trong quá trình học tập. Điều này trái ngược hoàn toàn với bản năng của người cầu toàn. Hơn nữa, người cầu toàn cũng thường tự phê phán bản thân. Quá xấu hổ về sai lầm, họ không nhận ra những bài học quý giá có được từ thất bại. Điều này khiến vùng an toàn của họ ngày càng thu hẹp, ngăn cản họ phát huy hết tiềm năng. Ngay cả khi bạn không phải là người cầu toàn, nỗi sợ mắc sai lầm hay cảm giác khó chịu khi làm điều mới mẻ cũng có thể cản trở bạn. Nhưng bạn cũng có thể khắc phục điều này bằng cách tập trung vào những tiêu chuẩn cụ thể thay vì sự hoàn hảo. Giả sử bạn muốn trở thành một thợ lặn xuất sắc, mặc dù không có nhiều năng khiếu bẩm sinh, ban đầu bạn tập lặn cơ bản tốt, nhưng khi đó bắt đầu khó khăn hơn, bạn trở nên miễn cưỡng và tìm lý do để tránh thử thách. Đây là hành vi khiến bạn dậm chân tại chỗ thay vì tiến bộ. Để tránh tình trạng trì trệ, bạn và huấn luyện viên có thể đặt ra một số mục tiêu cụ thể và thực tế. Kỹ thuật lặn được chấm điểm trên thang điểm 10. Vì vậy, bạn có thể đặt mục tiêu đạt được điểm 6 ở những lần lặn đơn giản, điểm 4 ở những lần khó hơn và điểm 0 cho những lần lặn hoàn toàn mới. Sau mỗi lần thử, bạn nên hỏi ý kiến huấn luyện viên xem mình có thể làm gì để nâng cao điểm số, thậm chí chỉ cần 0,5 điểm. Điều này giúp bạn tập trung vào quá trình tiến bộ, đánh giá cao bất cứ sự cải thiện nhỏ bé nào. Hãy sử dụng điểm số thấp để thúc đẩy động lực của bản thân. Và hãy nhớ, mục tiêu là sự phát triển chứ không phải sự hoàn hảo. Bằng cách dần nâng cao những tiêu chuẩn khi bạn tiến bộ, bạn sẽ phát huy hết tiềm năng của mình. Chương 4. Tiến bộ thông qua trò chơi. Evelyn Glennie là một nghệ sĩ bộ gõ chuyên nghiệp lớn lên ở vùng nông thôn Scotland. Dù bị từ chối khi đăng ký vào Học viện Âm nhạc Hoàng gia London, cô đã trở thành nghệ sĩ gõ solo toàn thời gian đầu tiên trên thế giới. Evelyn đã đoạt 3 giải Grammy và được Nữ Hoàng Anh phong tước hiệp sĩ. Điều đặc biệt là Evelyn bị điếc nặng từ nhỏ. Khi còn nhỏ, Evelyn đã thể hiện thái độ rất tích cực, nhẹ nhàng trong cách tiếp cận âm nhạc. Nhưng một yếu tố then chốt khác trong hành trình của cô là niềm vui. Evelyn rất thích thú khi phát triển tài năng âm nhạc, nên coi việc tập luyện giống như một trò chơi chứ không phải công việc. Bất chấp quan điểm cho rằng thành thạo chỉ đạt được thông qua rèn luyện gian khổ, kết hợp yếu tố vui vẻ vào quá trình học tập sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Khi nói về việc thành thạo một kỹ năng khó, thời gian bạn bỏ ra ít quan trọng hơn cách bạn sử dụng thời gian đó. Niềm đam mê hài hòa là thuật ngữ các nhà tâm lý học dùng để chỉ trạng thái mà sự thực hành được thúc đẩy bởi niềm vui chứ không phải áp lực kết quả. Khi trải nghiệm đam mê hài hòa, bạn sẽ giảm bớt áp lực cho bản thân và điều này giúp bạn dễ dàng đạt được trạng thái dòng chảy, trạng thái hoàn toàn đắm chìm vào việc đang làm. Đây là trạng thái lý tưởng để học tập. Vậy, làm thế nào để khai thác đam mê hài hòa? Câu trả lời là thông qua việc chơi có chủ đích. Chơi có chủ ý nằm giữa việc luyện tập một cách có ý thức và chơi tự do. Ở sao điểm này, việc phát triển kỹ năng mới trở nên thú vị và thỏa mãn hơn. Chơi có mục đích mang lại cho bạn sự tự do, kết hợp với sáng tạo nhưng vẫn duy trì một khuôn khổ hỗ trợ học tập. Đối với Glennie, điều này có nghĩa là thay đổi nhạc cụ để tránh nhàm chán, chơi đi chơi lại các bản nhạc như một thử thách và nghỉ ngơi để luôn cảm thấy tươi mới. Chất lượng luyện tập của cô chứ không phải số giờ mới là điều quan trọng. Nghiên cứu cho thấy cách tiếp cận này mang lại kết quả tốt hơn ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ, sinh viên y khoa sử dụng hài kịch ứng tác sẽ chuẩn đoán tốt hơn. Hài hước trong đào tạo giúp học viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng nhanh hơn. Nhân viên bán hàng sử dụng phương pháp nhập vai để có khả năng đạt mục tiêu cao hơn. Chơi có mục đích có thể làm tăng niềm vui cho những khía cạnh nhàm chán hoặc khó khăn trong học tập. Những khía cạnh này cần được chú ý nếu bạn muốn phát huy tiềm năng. Vì vậy, hãy ngừng tự trách bản thân và thay vào đó hãy tận hưởng niềm vui trong học tập. Chương 5. Thay đổi cách nghĩ về sự trì trệ. Khi mới bắt đầu học một kỹ năng, chúng ta thường có những bước tiến vượt bậc, nhưng khi tiến gần đến trình độ thành thạo, những tiến bộ ngày càng nhỏ dần và đến mức ta không còn nhận ra. Lúc đó, chúng ta cảm thấy mình đã va vào bức tường vô hình.
nhưng thực tế, điều xảy ra là ta đã mất đi đà tiến bộ. Nghiên cứu của các nhà khoa học Wade Frey và John Lindstedt đã phát hiện điều thú vị về quá trình tiến bộ này. Họ phát hiện ra rằng khi tình trạng trì trệ xảy ra trong quá trình thành thạo một kỹ năng, luôn có một giai đoạn suy giảm trước khi hiệu suất được cải thiện trở lại. Vì vậy, khi va vào bức tường, việc chững lại một chút là bình thường. Điều này sẽ giúp bạn có thêm động lực để vượt qua giới hạn trước đây. Điều này có lý, bởi cách vượt qua cảm giác bế tắc là từ bỏ kế hoạch hiện tại và thử một chiến lược mới. Và thử điều mới sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất ban đầu, nhưng nó mang lại cơ hội để bạn tìm kiếm phương pháp, cố vấn và kỹ thuật phù hợp hơn về lâu dài. Ví dụ, một cầu thủ ngôi sao của đội bóng rổ bị chấn thương, hiệu suất đội tất nhiên bị ảnh hưởng khi thiếu vắng anh ta. Nhưng khi ngôi sao trở lại, cả đội chơi tốt hơn bao giờ hết. Điều này là do khi vắng ngôi sao, những người còn lại đã có cơ hội suy nghĩ lại chiến lược, phát huy điểm mạnh của mình theo cách mới, tạo nền tảng thành công lớn hơn sau này. Bây giờ, bạn đã hiểu được sự thật về tình trạng trì trệ. Đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên thay đổi cách tiếp cận. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó? Tìm kiếm thông tin mới là bước đầu tiên hữu ích. Nguồn thông tin có thể là sách, bài giảng trực tuyến hoặc chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Ví dụ, nếu bạn là họa sĩ sơn dầu nhưng các tác phẩm luôn bị vấy bẩn, bạn có thể liên hệ với một họa sĩ lành nghề để học cách pha trộn màu phù hợp. Lý tưởng nhất là tìm được 2 đến 3 cố vấn, mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu và chuyên môn khác nhau. Việc tham khảo nhiều nguồn sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên làm theo lời khuyên một cách mù quáng. Bạn cần tiếp nhận, lọc lựa và điều chỉnh các thông tin sao cho phù hợp với mục đích của mình. Hãy nhớ rằng, có nhiều cách để đạt được mục tiêu. Hãy trở thành nhà thám hiểm dũng cảm, sẵn sàng thử những con đường mới để chinh phục đỉnh cao. Tổng kết: khi nói về việc thành thạo những kỹ năng, thái độ và cách tiếp cận của bạn quan trọng hơn năng khiếu bẩm sinh. Tin vui là có một công thức giúp bạn khám phá tiềm năng và đạt được đến trình độ xuất sắc mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Đầu tiên, hãy tập trung phát triển tính cách để hỗ trợ việc học hỏi. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ thất bại và khắc phục những điểm yếu có thể cản bước tiến của bạn. Thứ hai, hãy nắm lấy miếng bọt biển bên trong bằng cách chủ động hấp thụ, lọc lựa và thích ứng trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Kết hợp với đó là thói quen vui chơi, bạn sẽ có thể đạt đến trạng thái dòng chảy, giúp thoát khỏi tình trạng trì trệ và tạo cơ hội cho những bước tiến vượt bậc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tóm tắt của quyển sách Tiềm năng ẩn giấu. Nếu thấy video hay và bổ ích, các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe để chúng tôi có thêm động lực làm thêm nhiều video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.